đánh tiếp C2 luôn. Hai bên đổi sân. Trái 14, 14 được mà. Không, không. À, cái kia không? Bóng ra ngoài. Một pha trắng bóng một tay. Không hiệu quả. Một điều. Không, để im luôn. Sạc bóng quá khó chịu. Dây. Bóng chạm dây. 2-1. Thối tiền nha. Mới thôi đó. Không có bắp đập. Đập bóng chạm tay trắng. 3-1. Chạm bóng tốt quá. Không có bắp đập bóng tốt. 2-3. Đừng mở bên đó đâu có người truyền. Có người truyền anh chắc. Có người truyền lúc đó chắc siêu liên vô. 4-2. Năm hai. Thì đang trường chẳng bom đồ đang chờ kèo của Thanh Bãi Biển đó. Trường chắc không có bắp. Sẽ có kèo hẹn đôi công với sẽ kèo kèo 3-3 với Thanh Bãi Biển. Sáu ba. Sạc bóng tốt. 7-3. Thứ gì chịu nổi không? Không có bắt chạy đường ao quá đẹp. Tôi coi mấy đứa học sinh hả? 4-7. Học sinh phải đủ tuổi chứ. Sinh viên năm nhất năm hai nữa. Chứ 18 cậu thì chết luôn à. Chọc bóng tốt. Không anh. 8-4. Anh già sợ dịch. Cái chân của Thành rất là đẳng cấp. Không có bắt đầu cũng quá tốt. 5-8. Lại là một pha đập bóng. Sạc bóng không có lưới. 9-5. Bỏ bóng tốt. 10-5. Trời chết luôn. Đập bóng tốt của Thanh 2-2. Thanh 2-2. Thanh đậu giang. Trời chết luôn. Đập bóng tốt của Thanh 2-2. Thanh 2-2.
Thành đầu vàng, ok. 11 năm. Cổ tay quá tốt. 61. Bỏ bóng ra ngoài. 71. Nhìn đây thôi. Bóp vô đi, không ra ngoài không. Thành vào bóng quá tốt. 12-7. Mấy tiếng này với phải đụng mới sắm hay Mino đứng hai bên cái cột á. Tốt. 82. Sạc bóng không có lưới. 13-8. Đi xa. 8. Có vẻ bóng đã ra ngoài. Bóng ngoài. Một pha cứu bóng quá tốt, không thành công. 14-9. Điểm cuối rồi. Xe này có lẽ vô bạc ti rồi. Mười mười bốn. Chạm bóng tốt. 11-14. Đi mà giỡn hả? Một điều. Xe bật ti. Có đúp không? Rồi, xe này quýnh đúp luôn. Bắt chân đúng không? Thành đúng như là bắt chân đúng 2 cây. Thôi đi.